Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Anh chị em có nghe thấy tiếng của tôi không ạ? Anh chị em nghe thì comment số 1 ạ. Ok, vậy biết tín hiệu bình thường đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày vô cùng đặc biệt. Trong thời gian liên tục thì tôi đã ưu tiên dành rất là nhiều thời gian cho gia đình, dành thời gian cho giáo dục ở trong cái phòng Zoom buổi sáng cũng như phòng Zoom buổi tối. Thì hôm nay anh chị em sẵn sàng làm ba điều khác biệt gì trong gia đình của mình để gia đình mình hạnh phúc hơn ạ? Hôm nay bạn sẵn sàng làm ba điều gì khác biệt, tức là ba cái điều gì khác biệt để cho gia đình của mình hạnh phúc hơn, cho cha mẹ của mình, cho con cái của mình, để cho gia đình của mình hạnh phúc hơn ạ? Ba điều ạ. Ba điều khác biệt gì ạ? Ba điều mà hiện nay trong văn hóa gia đình của chúng ta nó đang bị thiếu, thì chúng ta sẵn sàng làm ba điều khác biệt gì để cho gia đình của mình được hạnh phúc hơn. Anh chị em sẵn sàng làm gì ạ? Biết ơn bố mẹ, đúng rồi, gì nữa ạ? Vui vẻ yêu thương, đúng rồi, gì nữa ạ? Xin chào thầy Thái ạ. Kính chào. Anh chị em sẵn sàng làm ba điều khác biệt gì để gia đình của mình được hạnh phúc hơn ạ? Nhẹ nhàng với con, lắng nghe con, đúng rồi. Biết ơn cha mẹ của mình, nấu một bữa ăn cho vợ, đúng không? Ok, hành động, thấu hiểu. Xin chào thầy Thái. Xin chào thầy Thái cũng là một cách làm gia đình của mình hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Tôn trọng nhau, đúng rồi. Biết yêu thương và chia sẻ, đúng rồi. Gì nữa ạ? Anh chị sẵn sàng làm ba điều. Nhắn tin và gọi điện cho con, nếu mà con ở xa. Vui vẻ, biết ơn mọi người, đúng rồi, cảm ơn chị em. Đó, có những cái việc rất là đơn giản như vậy trong gia đình của mình mà hôm nay mình phải làm nó với một cái sự khác biệt, tức là trước giờ chưa làm, đúng không? Tức là trước giờ chưa làm cái việc này để cho gia đình mình hạnh phúc hơn, mà bây giờ thì mới làm, đúng không? Cảm ơn anh chị em. Nếu mà anh chị em chưa làm ba cái điều khác biệt, tôi gợi ý nhá, tôi gợi ý có ba cái điều mà tôi quan sát thấy nhiều người vẫn chưa có làm cho gia đình của mình để gia đình của mình được hạnh phúc hơn, được vui vẻ, được bình an hơn. Có ba việc thôi, đơn giản ha. Cái việc số một, hãy tìm nhiều lý do để kết nối, gần gũi, ôm ấp và yêu thương những người thân trong gia đình của mình, đúng không ạ? Hãy dùng nhiều lý do nhất, tức là không biết làm sao bạn dùng nhiều lý do nhất để gần gũi, để kết nối, để yêu thương cái người trong gia đình của mình. Ví dụ ở trong nhà thì vợ hoặc chồng hoặc con cái, hãy tìm cách ôm chầm lấy họ bằng cái tình cảm yêu thương nhất có thể, bất kể lúc nào. Ví dụ như là bây giờ tôi có một cái thói quen là bất kỳ khi nào mà có cơ hội được gần hai cậu con trai của mình, bây giờ là cậu lớp 7, một cậu lớp 9, tôi cũng ôm chầm lấy các cháu đó, gần gũi, ôm lấy các con vậy đó, lớn rồi nhưng ôm lấy các con vậy đó. Lúc nào cũng vậy. Và một ngày thì tìm rất là nhiều cơ hội để nịnh vợ, rất nhiều cơ hội để nịnh vợ mình, để ôm vợ của mình, được không ạ? Đó là cái việc thứ nhất, hãy tìm cách để gần gũi, để kết nối người thân của mình. Nếu mà con của mình, cái kết nối tốt nhất đó là hãy ôm chầm lấy con của mình, ôm chầm vào lòng con của mình và giữ lấy cái ôm đó trong vòng 8 đến 12 giây. Đúng không ạ? Vợ cũng vậy, chồng cũng vậy. Có nhiều bà vợ vui lắm, khi mà chồng ôm lâu quá không ôm mà xa ra, ôm xa ra, cứ lại xa ra, nhưng mà càng ôm thì vợ càng thích, đúng không ạ? Càng ôm thì vợ càng vui, lúc nào cũng được.
Thì anh chị em hãy làm cái việc này nha. Hãy tìm đủ lý do để kết nối với người thân của mình. Hãy tìm đủ lý do để kết nối, để yêu thương với người thân của mình trong gia đình của mình. Nó sẽ tạo nên cái điều khác biệt đó. Lâu nay mình quên thì giờ làm lại nhé. Quên thì làm lại. Hãy tìm đủ lý do để kết nối yêu thương với người thân của mình. Đặc biệt là con của mình, chồng của mình, vợ của mình, bố mẹ của mình. Được không ạ? Tìm mọi cách để kết nối gần gũi. À, cái kết nối nó quan trọng lắm. Đa phần mình không có hiện hữu nhiều bên gia đình của mình. Tôi hay dùng cái từ là không quan trọng bạn ở bên nhau bao nhiêu lâu, nhưng rất quan trọng mình ở bên nhau bao nhiêu sâu. Mình ở bên nhau á, mình hiện hữu với nhau có đủ sâu không? Có đủ quan tâm đến nhau không? Nếu như quan tâm đủ thì cái vui buồn của người kia, bất kể cái gì của người kia, cái cảm xúc vui buồn của người kia, cái cảm xúc mà thiếu, cái cảm xúc mà vui buồn hoặc là cái sự thiếu thốn của người kia mình đều biết hết. Nó quan trọng lắm. Tức là hãy hiện hữu bên nhau để hiểu nhau, để hiểu chồng, hiểu con, hiểu cha mẹ. Tại vì hiểu biết để yêu thương á. Đúng không ạ? Đó là cái điều khác biệt số 1. Cái điều khác biệt số 1 cần phải làm ngay. Nếu anh chị em đã làm rồi thì nó quá tốt rồi. Còn chưa làm thì hãy làm nhé. Hãy làm cái điều khác biệt đó là kết nối sâu với người thân của mình. Nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm. Cái điều số 2 mà mình thể hiện ra là mình hãy dùng 5 cái mật ngữ tình yêu là thói quen trong gia đình của mình anh chị em. Hãy dùng 5 cái mật ngữ tình yêu là cái văn hóa trong giao tiếp gia đình của mình. Hãy dùng cái 5 mật ngữ tình yêu trong văn hóa giao tiếp. Tức là gì ạ? 5 mật ngữ tình yêu đó là cái lời xin lỗi. Xin lỗi, khi bạn xin lỗi thì bạn được tha thứ, bạn được thứ tha. Thứ hai là cảm ơn. Thứ ba là biết ơn. Thứ tư là yêu thương. Và thứ năm là hạnh phúc. Hãy dùng 5 mật ngữ tình yêu này là văn hóa giao tiếp trong gia đình của mình. Bất kể lúc nào có thể nói lời xin lỗi được thì phải nói lời xin lỗi. Bất kể lúc nào có thể nói cái lời cảm ơn được thì phải nói lời cảm ơn. Ba cảm ơn con. Anh cảm ơn em. Và bất kỳ lúc nào có thể nói cái lời biết ơn thì hãy nói cái lời biết ơn. Con biết ơn cha mẹ. Một việc nhỏ nhất cũng vậy. À, ngồi trên bữa ăn mà vợ nấu cho mình một bữa ăn ngon, anh cảm ơn em, anh biết ơn em rất nhiều đã cho anh một cái bữa ăn ngon, đúng không ạ? Và yêu thương, cái lời nói yêu thương quan trọng lắm. Anh yêu em, anh nịnh quá đi, anh yêu em thật mà, anh là người siêu nịnh luôn, không, anh yêu em thật mà, yêu em lắm đó. Cứ thế mà xử lý, đúng không? Và hạnh phúc, anh rất là hạnh phúc khi mà anh được ở bên em đó. Thì 5 cái mật ngữ tình yêu này nó sẽ là cái văn hóa giao tiếp trong gia đình của mình. Còn nếu như anh chị em là thầy cô thì 5 cái mật ngữ tình yêu này hãy là văn hóa giao tiếp cho học trò, đối với thầy cô, đối với bạn bè, đúng không ạ? Và 4 cái thái độ để mà đồng hành cùng với người thân của mình. Cái thái độ đầu tiên là cái thái độ để mình diễn tả cái sự yêu thương. Tôi yêu bạn. Anh yêu em. Là thái độ yêu thương rất quan trọng. Yêu. Thứ hai là tin. Tin tưởng. Yêu rồi tin tưởng người thân của mình. Con là phải tin con. Tin con. Quan sát để tin con. Và cái thái độ tôn trọng. Tôn trọng con. Tôn trọng vợ. Tôn trọng chồng. Phải tôn trọng. Đúng sai chưa biết nhưng hãy tôn trọng nhau cái đã. Tôn trọng sự khác biệt của nhau cái đã. Và cuối cùng là đồng hành cùng nhau. Đồng hành cùng nhau cho dù vui hay buồn, khó khăn hãy đồng hành cùng nhau. Vậy 4 cái thái độ là yêu, dùng cái tình yêu thương, tin, tôn trọng và đồng hành. Đó là 3 cái điều khác biệt mà mình có thể thay đổi trong gia đình của mình. Được không ạ? Anh em hãy làm như là một văn hóa nhé. Hãy làm như một văn hóa. Thứ nhất, tôi nhắc lại nha. Thứ nhất là văn hóa kết nối tình thân.
cái văn hóa kết nối tình thân trong gia đình. Cái văn hóa thứ hai là cái văn hóa dùng các cái mật ngữ tình yêu trong gia đình. Cái sự khác biệt thứ ba là cái thái độ để đồng hành cùng nhau. Đúng không ạ? Đó là đôi điều mà tôi chia sẻ cho anh chị em về cái làm nên những cái điều khác biệt. Và đặc biệt hôm nay thì cô Hồng, một người rất là đặc biệt, rất là chiều sâu về tâm thức, rất là năng lượng, sẽ chia sẻ với anh chị em một chủ đề vô cùng đặc biệt. Xin mời cô Hồng ạ. Dạ, xin chào thầy Thái và tất cả anh chị em ạ. Chào Mọi mừng. người có nghe được tiếng và thấy được Hồng chưa? Thầy nghe rõ rồi ạ. Dạ, hôm nay thì rất là rung, rung hơn những tuần khác. Một chút nữa các bạn sẽ hiểu lý do tại sao ạ. Các bạn đã theo dõi, hôm nay là buổi thứ sáu của mình trong cái chuỗi chủ đề là nghề làm bố mẹ đồng hành thuận tự nhiên theo lý và luật của vũ trụ. Các anh chị thấy mỗi tuần trôi qua như vậy nhanh hay chậm à? Dạ. Không ngờ là mình đã gặp nhau được 6 buổi rồi đúng không ạ? Cũng khá là nhanh. Nhưng mà lý do Hồng rất là run là bởi vì cứ mỗi tuần á, giữa hai cái buổi chia sẻ của mình á, thì có quá nhiều diễn giả tuyệt vời và có quá nhiều điều hay và cao siêu. Cho nên là mình cứ phải liên tục nâng cấp và sẵn sàng để theo kịp với cái tốc độ của nâng tầm trí tuệ ở trong SE ạ. Các anh chị có cảm thấy như vậy không ạ? Dạ, và vì vậy ở đây thì có một số bạn là học trò Việt-Wise cũng đã theo Hồng nhiều năm rồi. Và các bạn nói là cô chia sẻ trong SE về cơ bản là giống những gì tụi em đã học, nhưng mà sao hay quá vậy? Dạ, chính nhờ môi trường này đã làm cho mình có động lực liên tục, mình cũng nâng tầm của mình lên và liên tục xứng đáng với cái sự giao phó của thầy Thái cũng như là cái việc mà các anh chị cho phép mình được có mặt ở đây và được chia sẻ . Cảm ơn các anh chị, biết ơn tất cả cộng đồng và thầy Thái rất là nhiều . Trong tuần trước thì Hồng có nói về luật hấp dẫn đúng không ạ? Và trong đó luật hấp dẫn thì mình nói phần đầu về quy tắc sáng tạo sử dụng luật hấp dẫn áp dụng vào nghề làm bố mẹ của mình. Hôm nay thì như lời hứa là nó cũng là một phần của luật hấp dẫn nhưng mà nó là một cái phần nhỏ hơn. Và mình nói sâu về cái phần đó bởi vì nó rất là quan trọng. Đó là luật tri ân. Và vì một lý do nào đó nó bị lệch lạc hay là nó bị thiếu trong cái cách sống của mình. Vì vậy mà Hồng run hơn mọi lần ạ, rất là run luôn. Bởi vì khi mà nói là chúng ta thiếu hoặc là chúng ta lệch lạc về luật tri ân thì có thể làm phiền lòng rất là nhiều người. Bởi vì ở đây có lẽ là không có ai trong chúng ta nghĩ rằng mình không biết ơn, phải không ạ? Có các anh chị nào cảm thấy phiền lòng khi mà cô Hồng gieo vào trong đầu mình là có thể là mình đang không biết ơn đúng cách. Và nếu có phiền lòng thì mình hãy mở lòng một chút xíu. Có thể mình hãy mở lòng một chút xíu để mình nghe tiếp và mình thấy xem có đúng không.
Trong những cái bài tập thực hành của người làm bố mẹ thì có cái bài hiểu cha mẹ của mình, kết nối lại với cha mẹ của mình, chữa lành những tổn thương tuổi thơ của mình, mà có thể là có một phần nào đó mình trách cứ bố mẹ của mình. Thì cái bài tập đó cực kỳ khó ạ. Rất rất khó. Lúc đó mình mới nhận ra được rằng chúng ta chưa biết ơn thật sự. Khi các bạn được yêu cầu làm bài tập là viết thư cảm ơn bố mẹ của mình, nếu mà không thể nói trực tiếp thì hãy viết thư. Và cái điều đó không dễ dàng đối với rất nhiều những bạn đang làm bố mẹ. Và trong rất là nhiều buổi sáng của chúng ta thì thầy Thái nhắc đi nhắc lại cho chúng ta rất là nhiều là cái năng lượng kết nối yêu thương trực hệ, đặc biệt là bố mẹ của mình á, nó rất là quan trọng. Mình không thể thành công, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an nếu cái mối quan hệ đó không có thông suốt. Đúng không ạ? Thầy Thái nói về điều đó rất 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 là nhiều lần. Nhưng có anh chị nào cảm nhận cái mối quan hệ của mình với bố mẹ đã thông suốt hay chưa? Và chọn cái điều đó là cái điều khác biệt của mình trong cái ngày hôm đó khi mà được thầy Thái nhắc. Và như thế nào là mối quan hệ thông suốt đối với bố mẹ mình ạ? Và mỗi năm thì chúng ta đều có mùa Vu Lan báo hiếu. Đối với văn hóa của người Việt thì chữ hiếu cực kỳ lớn. Và đó là một cái điểm mạnh trong văn hóa của người Việt mà có thể rất là nhiều cái văn hóa khác. Nó mang cái tính cá nhân nhiều hơn là mang cái tính văn hóa tập thể. Và đó là một cái thế mạnh của mình. Và cái ngày Vu Lan báo hiếu thì có lẽ nó kết nối được với những người không còn bố mẹ nhiều hơn là những người còn bố mẹ. Và hầu hết chúng ta thường thường nghĩ về bố mẹ mình tốt hơn khi mà mình không còn bố mẹ. Năm mật ngữ tình yêu mà thầy Thái nói, các bạn có áp dụng được cho bố mẹ mình chưa ạ? Các bạn có áp dụng được cho bố mẹ vợ, bố mẹ chồng của mình chưa ạ? Vậy thì các bạn có cảm thấy là cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta có một ý nghĩa quan trọng và là một chủ đề các bạn mong muốn được tìm hiểu không ạ? Và Hồng hy vọng rằng chúng ta sẽ không dừng lại ở tìm hiểu mà chúng ta sẽ làm điều khác biệt sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay.
Dạ, những anh chị nào mong muốn áp dụng chủ đề ngày hôm nay thì xin comment ạ. Cảm ơn tất cả anh chị em. Bây giờ chúng ta cùng nhắm mắt lại ạ. Nếu mà không có cha mẹ của mình thì có mình không ạ? Và ngay bây giờ đây, các anh chị hãy nghĩ về những điều mà mình sẽ nói, mình sẽ viết để tri ân ba mẹ của mình. Nói trực tiếp với ba mẹ của mình. Nếu mà mình vẫn còn may mắn là có ba mẹ, hoặc là gửi nó như một lời cầu nguyện đến với ba mẹ mình nếu mà ba mẹ mình không còn. Và các anh chị có thể vẫn nhắm mắt cảm nhận năng lượng của mình ngay lúc này. Và các anh chị hãy hình dung khối năng lượng đó là một cái bông hoa rất là đẹp. Và cái bông hoa đó mình sẽ dành để gửi tặng cho ba mẹ của mình. Và các anh chị nở một nụ cười và mở mắt ra. Ngày khi mà Hồng còn nhỏ thì Hồng có nhớ là mẹ mình có kể câu chuyện Natra. Natra nói mình lớn rồi và mình không có thuộc về bất kỳ ai nữa. Thì sau đó sẽ được nhắc là ai sinh ra và hãy trả tất cả những gì mà được sinh ra lại thì mới nhận ra là mình không có gì cả. Chúng ta đều không có gì cả. Và cha mẹ của chúng ta đã vận chuyển chúng ta, yêu thương chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta điều tốt nhất mà cha mẹ chúng ta nghĩ là chúng ta cần. Và cũng có thể làm cho chúng ta tổn thương rất là nhiều, bởi vì thầy Thái nói, người yêu mình nhất là người làm tổn thương mình nhiều nhất. Bởi vì quá yêu thương, cho nên nhầm lẫn với sở hữu. Và có phần nào đó sở hữu và áp đặt chúng ta. Nhưng mà trí tuệ của chúng ta cho phép chúng ta nhìn thấu được cái tình yêu thương to lớn đằng sau
những tổn thương không có cố tình đó. Và chúng ta không có quyền tha thứ cho bố mẹ đâu ạ. Nếu chúng ta còn nghĩ là chúng ta có quyền tha thứ cho bố mẹ thì chúng ta còn chưa hiểu mình là ai. Mình còn chưa hiểu cái trí tuệ của mình khi trưởng thành là cái gì. Nên mình không có quyền trách móc bố mẹ. Và vì vậy mình không có quyền tha thứ cho bố mẹ. Và nếu ai còn nắm giữ cái quyền đó, cuộc sống của người đó chắc chắn không bình an, không hạnh phúc, không thịnh vượng. Chắc chắn kể cả người đó cố gắng bù đắp bằng những cái thành tựu bên ngoài như thế nào, thì nó sai từ bên trong. Thank you.